Ủa này mình một hồi thôi, không có nước nhưng mà trong này anh sẽ có cái lính điều chỉnh, cái nhiệt độ, những cái chất liệu của vải áo mình hoặc cotton hay là bao nhiêu ni lông cũng có các bạn, anh sẽ điều chỉnh tùy theo cái chất liệu nó nóng bao nhiêu độ anh sẽ phù hợp với cái nhu cầu sử dụng cho bạn mỗi ha. Thì các bạn phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng hay bạn sử dụng. Các bạn ủi trên cái áo cô tông phần trăm nhiều đi, các bạn phải dặn nó lại, dặn lớn thì nó sẽ bị da bị cháy các bạn, tại vì cô tông hạt cô tông cái phải cô tông nó rất là mạnh cho nên nó dễ cháy. Cái đầu này là cái đầu cắm vô ổ điện các bạn, khi mà cắm vô nó sẽ cái điện đỏ này nó sẽ sáng lên, ở trong này nó sẽ sáng lên các bạn, thì sau đó nó sẽ sử dụng được và điều chỉnh cái núm này ha. Thì cô nhân viên ra cho này là hãng Philips các bạn, hãng Philips ha, cũng rất là nổi tiếng trong những cái dụng cụ gia dụng đó, nó là một tiếng trong những dụng cụ gia dụng. Thì dưới đây là những cái thông số của cái bàn chủ này, đó, này là để chữ Made in Singapore các bạn, đó, và ngày sản xuất đó, bên in nước nào và ngày sản xuất đó, năm nào, dưới đây là